Đây sẽ là cái phần mà mình sẽ sử dụng để mình cắt cái phần đầu này. À, thì khi cắt cái phần đầu này, các bạn có thể đây, các bạn có thể gấp đôi cái phần giấy vào. Rồi. Sau đó thì các bạn sử dụng thêm cái bút chì nhé, hoặc là nếu mà các bạn có thể tự vẽ được cái phần đầu này thì các bạn có thể tự vẽ nhé. Còn đây thì mình sẽ cần phải tô bằng bút chì như để mình căn cái kích thước cũng như là cái hình dáng của cái phần đầu của cái chú khủng long này. Đây là cái phần đầu này, cái phần đầu của nó thì nó sẽ hơi tròn ở bên trên nhé các bạn. Nó sẽ tròn ở bên trên này, cái cổ của nó thì nó sẽ thẳng xuống như này. Rồi, cái phần miệng này. Rồi, tiếp tục cái phần cổ bên này nó cũng sẽ thẳng xuống như này. Và các bạn sẽ căn cái phần kích thước đầu của nó với cái phần thân nhé. Để làm sao mà khi các bạn dán cái phần đầu vào thì nó sẽ cân đối. Rồi. Cái phần đầu của nó sẽ trông như này thôi, đơn giản như này thôi. Bây giờ mình cắt cái phần đầu ra. Đây như các bạn, cái phần đầu của cái chú khủng long này thì nó cũng nhỏ nhỏ như này thôi đúng không? Sau đó thì các bạn sẽ dán keo vào đây. Các bạn dán cho mình trước cái phần đầu trên này nhé. Cái phần đầu này. Và cái phần thân ở bên dưới thì các bạn chỉ dán ở cái mặt, cái cổ bên trong thôi. Còn cái phần đằng sau này thì mình sẽ cắt một số cái bờm của nó để mình dán nhé. Đây sẽ là cái phần cổ này, thì các bạn sẽ tách cái phần này ra cho mình. Tách một chút ra. Để lát nữa mình sẽ dán nó vào đây. Mình có cái phần dán như này nhé. À, rồi, sau khi mà có cái phần này rồi thì mình sẽ đi cắt cho nó cái phần mắt ra nhé. Thì các bạn sẽ chỉ cần cắt cho mình một cái hình nhỏ tròn trắng này, nhỏ thôi nha các bạn, nhỏ thôi. Được, các bạn sẽ dán lên cái đầu của nó này. Được, các bạn sẽ sử dụng màu đen để các bạn tô thêm cái phần con người ở bên trong mắt này. Được, các bạn vẽ cái phần miệng của nó thì cái phần miệng nó chỉ có một cái đường cong như thế này, các bạn đây nó đang cười như này thôi. À, sau khi mà có cái phần này rồi nha, bây giờ mình sẽ đi dán cái phần đầu này mình trên cái phần thân như này nhé. Các bạn lấy cái phần nào làm cái phần đằng trước thì các bạn sẽ dán vào. Rồi, hoặc là trước khi dán nha các bạn, trước khi mà dán cái phần này nhé thì mình sẽ sử dụng cái phần màu vàng để mình làm cái phần bờ ở đằng sau. Thì đối với cái phần màu vàng nha, chúng ta sẽ cắt thành những cái hình tròn thôi nhé các bạn. Đây, màu cam này, chúng ta sẽ cắt thành những cái hình tròn thôi. Tròn thì nó cũng không nhất thiết là phải tròn lắm đâu, bởi vì là đằng nào mình cũng sẽ dán nó vào bên trong cái phần thân của cái chú khủng long này. Đây mình sẽ dán nó vào đây như này nha, dán keo vào đây. Rồi ban đầu thì mình không có dán hết cái phần này để bây giờ mình mới kẹp nó vào nha các bạn. Đây nha, bây giờ thì mình kẹp nó vào này. Tiếp tục này, các bạn sẽ tách một đoạn ra thì các bạn lại dán tiếp cái phần màu cam này vào. Đây, các bạn dán cao lên một tí nữa nhé. Rồi, tiếp tục này. Rồi, cái thứ ba nhé. Rồi, và mình sẽ dán thêm một cái nữa thôi nhé các bạn. Đây sẽ là cái thứ 5, hình tròn thứ 5. Rồi, đây sẽ là cái phần đầu của nó. Bây giờ mình sẽ dán cái phần đầu này lên trên cái phần thân này. Các bạn dán keo vào hai cái mặt này đúng không? Các bạn đặt cái phần thân lên đây. Rồi, và cái bước cuối cùng nha các bạn. Bước cuối cùng là chắc chắn là mình sẽ làm cái phần đuôi rồi. Các bạn vẫn sử dụng tiếp cho mình một cái phần từ giấy màu xanh như này. Và các bạn sẽ cắt làm cái phần đuôi nhé. Thì cái phần đuôi thì các bạn sẽ cắt ngắn ngắn như này thôi cho mình. Đuôi của chú khủng long thì nó cũng nó không dài quá nhé. Đây, mình sẽ cắt một phần này nữa này. Rồi mình sẽ kẹp cái phần đuôi này vào đây. Đây như vậy. Kẹp cái phần đuôi vào như này và các bạn có thể dán thêm keo vào cái phần chân này thì mình khi mình cắt thì mình thấy nó mình cắt nó không mình dán thì nó không đều lắm đúng không? Thế nên là bây giờ nó đứng hơi bị
bạn siêu vẹo một tí này, các bạn sẽ kẹp nó vào. Được, đây như thế này là mình đã hướng dẫn xong các bạn cách để làm được một chú khủng long màu xanh rất là xinh xắn như thế này rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.